Xin chào tất cả các em. Ở buổi hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo, tức là chúng ta sẽ sang bài 18 là bài nhôm của chương trình hóa học lớp 9. Vậy thì chúng ta sẽ có cái phần 1 là phần tính chất vật lý. Vậy cái tính chất vật lý này thì các em hãy tham khảo thêm một trong sách giáo khoa nhé. Về tính chất vật lý này thì nhôm nó là một kim loại màu trắng bạc, đúng không ạ? Nó có ánh kim nhẹ, có khối lượng riêng là khoảng 2,7 gam trên cm khối. Nó là một cái chất dẫn được điện, dẫn nhiệt tốt, đúng không ạ? Nó nóng chảy ở 660 độ C và độ dẫn nhiệt của nhôm thì kém hơn của đồng, tức là nó bằng 2/3 độ dẫn nhiệt của đồng. Nhôm có tính dẻo nên nó có thể cán mỏng hoặc là kéo sợi. Chính vì vậy nên là nhiều khi người ta đã làm những cái đồ trang trí bằng nhôm. Đấy, bởi vì người ta có thể cán ra, xong rồi người ta dát mỏng ra để tạo thành những cái hình thù theo cái nhu cầu của người ta, đúng không ạ? Vậy cái phần tính chất vật lý thì các em tham khảo thêm. Cô chỉ nói qua một chút về tính chất vật lý như vậy. Nhớ cho cô, nó có tính gì? Dẫn điện tốt này, nên là sẽ được dùng ở làm cái dây dẫn điện, đúng không ạ? Dẫn nhiệt thì người ta sẽ dùng nhôm để có thể sản xuất ra các cái loại xoong nồi để nấu ăn, đúng chưa? Rồi nó còn có tính dẻo đấy, cắn mỏng, có ánh kim thì người ta sẽ chế tạo ra một số các cái đồ trang trí bằng nhôm, đúng chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần chủ yếu của nó, chính là sang phần 2 là phần tính chất hóa học của nhôm. Tính chất hóa học của nhôm. Vậy cái tính chất đầu tiên là nhôm có những tính chất hóa học nào? Có những tính chất hóa học của kim loại hay là không? Vậy đây chúng ta sẽ có tính chất đầu tiên của nhôm, đó là nhôm phản ứng với phi kim. Đó là nó phản ứng với phi kim. Và phản ứng với phi kim thì cũng như giống như kim loại bình thường thì chúng ta sẽ xét, thứ nhất là nó sẽ phản ứng với oxy. Đầu tiên là phản ứng với oxy. Phản ứng với oxy thì nó sẽ tạo thành oxit, đúng không ạ? Để tạo thành nhôm oxit. Đấy, cụ thể cái phương trình phản ứng như sau: nhôm này cộng với O2 cần thêm một chút nhiệt độ thì nó sẽ tạo thành nhôm oxit, tức là Al2O3. Vì nhôm thì nó có hóa trị 2, nhôm có hóa trị 3, oxy có hóa trị 2, nên là nhôm đây này hóa trị 3 này, oxy hóa trị 2 bắt chéo xuống. Đấy thì nó sẽ công thức là Al2O3. Vậy chúng ta cân bằng phương trình sau. Đối với phương trình mà nó là oxit thì chúng ta sẽ cân bằng của oxy trước. Oxy ở đây là 2 và 3. 2 và 3 thì các em sẽ lấy theo cái bội chung nhỏ nhất của 2 và 3. Vậy số nhỏ nhất chia hết cho cả 2 và 3 là số 6. Vậy thì ở đây 6 chia cho 2 thì sẽ bằng 3. 6 chia 3 bằng 2. Sau khi cân bằng là như này, chúng ta có bên này là có 6 nguyên tử oxy, đây cũng 6 nguyên tử oxy rồi. Em cân bằng sang nhôm thì ta có 4 nguyên tử nhôm, được chưa? Và ở điều kiện thường thì nhôm phản ứng với oxy tạo thành một cái lớp mỏng là Al2O3, tức là nhôm oxit. Cái lớp này nó rất là bền vững. Cái lớp oxit này nó bảo vệ cái đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng với oxy ở trong không khí cũng như là trong nước nữa, mà nó chỉ có một cái lớp nhôm oxit ở bên ngoài này nó bảo vệ thôi, được chưa? Thứ hai là phản ứng của nhôm với các phi kim khác. Một số các phi kim khác, ví dụ như là lưu huỳnh hoặc là clo, đây chúng ta có phản ứng của nhôm cộng với phi kim khác. Để tạo thành sản phẩm đó là muối, muối nhôm, được không ạ?
Ví dụ như ở nhiệt độ thường thì nhôm nó tác dụng được với clo tạo thành muối nhôm clo đua, tức là Al này cộng với khí clo. Khí thì nó phải là Cl2. Tất cả các khí khi đứng một mình nhớ thêm chân là số 2. Ví dụ như khí oxy thì các em ghi là O2, khí clo là Cl2, khí nitơ là N2, được chưa? Tạo thành muối, tức là em viết là AlCl này, được chưa? Al thì hóa trị 3, ghi 3 này, Cl hóa trị 1 này, bắt chéo xuống này, 1 và 3, vậy Al1 thì ta không cần phải ghi, số 1 thì các em không cần phải ghi, Cl3, vậy nó chính là AlCl3. Ở đây thì chúng ta sẽ cân bằng Cl. Vậy thì bộ chung nhỏ nhất của 2 và 3, tức là cái số nhỏ nhất chia cho cả 2 và 3 thì là số 6. Vậy thì 6 chia cho 32 thì đây các em lại thêm 3. 6 chia 3 thì đây thêm 2. Vậy ta có đây là 6 clo, đây cũng là 3 x 2 là 6 clo rồi. Đây có 2 thì các em thêm 2 vào. Được chưa? Nhưng mà nó phản ứng được với oxy tạo thành oxit và nó phản ứng được với một số các kim loại để tạo thành muối. Ví dụ như là muối clo vuông như này. Vậy đây chính là cái phản ứng với phi kim, tính chất đầu tiên của nhôm. Thứ hai là phản ứng của nhôm với lại cái dung dịch axit. Vậy thì nhôm nó phản ứng với một số các cái dung dịch axit loãng để nó tạo thành muối và giải phóng hydro. Chú ý là không tác dụng với H2SO4 đặc nguội này và HNO3 đặc nguội. Thì cái phần chú ý này thì bạn nào tham gia trong cái quá trình là chúng ta ôn thi buổi giữa học sinh giỏi ấy, thì các em chú ý một chút. Tuy nhiên là cái phần đặc nguội thì chúng ta cũng ít gặp, mà thường là các cái đấy thì chủ yếu là người ta hỏi ở trong phần trắc nghiệm thôi. Đấy, còn bài tập thì ít khi người ta ra phần axit đặc nguội lắm, đúng không ạ? Nên là các em nhớ là nhôm sẽ không tác dụng với H2SO4 đặc nguội và cũng không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Trong trường hợp là ví dụ người ta cho hỏi là nhôm tác dụng được với những chất nào mà có là H2SO4 ở trong đấy và HNO3 đặc nguội ở trong đấy, thì hai cái trường hợp đấy nó sẽ không tham gia phản ứng với nhôm. Nhớ để các em đi chọn cái phần bài tập trắc nghiệm, được không ạ? Vậy thì phản ứng B ở đây là nhôm tác dụng với một số axit, đúng không ạ? Phản ứng với dung dịch axit. Phản ứng với dung dịch axit thì tạo thành muối cộng với lại khí H2 bay lên. Đấy, nhôm phản ứng được với dung dịch axit để tạo thành muối và giải phóng hydro. Ví dụ như nhôm tác dụng với axit clohydric, tức là nhôm này kem cho tác dụng với axit HCl. Vậy thì nó sẽ đẩy cái hon hydro ra, thế vào vị trí hydro kem. Vậy nó tạo thành là AlCl3 cộng với H2 bay lên, đúng không ạ? Vậy ở đây cân bằng thì nhôm các em để cân bằng sau. Các em sẽ ở đây này, cái clo ở bên này, cái clo và cái hydro bên này phải là bên này thì nó phải giống nhau, tức là nó phải là bội chung của hai số này. Bội chung của 3 và 2 thì đây phải là 6 này. 6 chia cho 3 thì đây các em thêm 2 này. Đây các em thêm 3 này. 6 chia 2 thì bằng 3 mà 6 chia 3 thì bằng 2 này. Vậy đây là 2 này. Đấy, các em đã cân bằng xong. Đúng không? Hoặc là các em có thể lấy nhôm cộng với H2SO4 loãng cũng vậy, nó cũng sinh ra muối và giải phóng hydro. Nhôm liên kết với gốc SO4 thì nó tạo thành Al2SO4 tất cả 3 lần. Vì sao? Vì nhóm SO4 hóa trị 2 còn nhôm hóa trị 3, các em bắt chéo xuống. Bắt chéo xuống cộng với hydro bị đẩy ra như này đây. Và các em cân bằng. Được chưa ạ? Đây là phản ứng của nhôm với lại dung dịch axit. Tiếp theo là nhôm nó phản ứng với dung dịch muối. Vậy ở đây người ta có thí nghiệm này, là người ta cho nhôm nó phản ứng với cái dung dịch COCl2, tức là dung dịch của muối đồng 2 clo đua. Tất cả cái dung dịch muối đồng 2 thì nó luôn luôn có màu xanh lam. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy rằng có một cái chất rắn màu đỏ bám vào phía bên ngoài dây nhôm. Nhôm tan dần ra có màu xanh lam của dung dịch, cái màu xanh. Như cô đã nói rồi, tất cả các cái muối đồng dung dịch của đồng 2 thì nó luôn có màu xanh lam. Và khi tham gia phản ứng thì cái COCl2 nó mất dần đi, tức là màu xanh lam của nó sẽ bị gì? Bị nhạt dần, đúng không ạ? Nhôm nó đẩy đồng ra khỏi dung dịch và tạo thành kim loại đồng. Kim loại đồng bám ngược với lại dây nhôm, tức là trên dây nhôm nó xuất hiện một lớp kim loại màu
màu đỏ, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có cái phản ứng thứ ba, C ở đây là phản ứng với dung dịch muối. Nhưng mà dung dịch muối này là phải dung dịch muối của kim loại đứng sau nhôm. Còn kim loại mà đứng trước nhôm nó sẽ không thể đẩy ra được. Đấy, nhôm nó sẽ phản ứng với dung dịch muối của cái kim loại đứng sau nhôm để tạo thành muối mới và kim loại mới. Vậy đây, ví dụ chúng ta có phản ứng người ta lấy của nhôm cộng với đồng 2 clorua là CuCl2. Vậy nhôm thì hóa trị 3, nó thế vào vị trí của đồng này, nó đẩy đồng ra các em, đẩy đồng ra nó thế vào vị trí của đồng. Vậy thì nó tạo thành là Al này liên kết với Cl. Còn đồng bị đẩy ra, kim loại thì không có số 2 ở chân. Những cái ở thể khí thì nó mới có số 2 ở chân, ví dụ O2 này, H2 này, Cl2 thì có mấy số 2 ở chân. Còn các kim loại thì nó lại không có số 2 chân nhá. Vậy ta có này, Al thì có hóa trị 3 này. Clo hóa trị 1 các em bắt chéo xuống Al1Cl3, tức là AlCl3 thôi. Số 1 các em không cần phải ghi. Vậy ở đây 2 và 3 thì chúng ta sẽ theo cái bội chung nhỏ nhất của 2 và 3 thì số 6 chia hết cho cả 2 và 3. Vậy đây nó phải nhân với 3 để 3 nhân 2 6, đây nhân 2. Vậy ở đây chúng ta có 2 nhôm thì đây các em phải thêm 2 nhôm. Đây có 3 đồng thì các em phải thêm 3 ở đây. Được chưa? Và hiện tượng ở đây này, hiện tượng cái dung dịch này nhớ cho cô nó có màu xanh lam, tức là tất cả các cái dung dịch của muối đồng 2 thì luôn luôn có màu xanh lam, cái này có màu đỏ này. Như thế thì nó sẽ sinh ra một cái kim loại màu đỏ bám ngược lại vào thanh đồng và cái dung dịch màu xanh lam nó sẽ mất dần đi, đấy là hiện tượng. Được chưa ạ? Như thế thì chúng ta suy ra là nhôm có đầy đủ tính chất hóa học của một kim loại, đúng chưa? Vậy nhôm có đầy đủ tính chất hóa học của một kim loại. Đúng không ạ? Hai là nhôm có tính chất hóa học nào khác. Người ta cho dây nhôm vào ống nghiệm đựng với dung dịch NaOH, có khí không màu thoát ra, nhôm tan dần. Nhận xét ở đây là nhôm nó có thể phản ứng được với dung dịch kiềm. Vậy cái tính chất đặc trưng ở đây, cái tính chất đặc trưng của nhôm ở đây thì các em nhớ cho cô. Đây cô sẽ cho vào phần chú ý nhé. Chú ý. Thì ở đây là tính chất hóa học của nhôm khác với kim loại khác. Tính chất của nhôm khác các kim loại khác. Các kim loại khác. Các kim loại khác đó là nhôm có thể tác dụng được với dung dịch kiềm. Tác dụng với dung dịch kiềm. Dung dịch kiềm tức là các cái dung dịch ba dơ tam, ví dụ như dung dịch của natri, kali, canxi, bari và liti. Đấy, năm kim loại kiềm như vậy. Thường thì liti thì chúng ta ít gặp, nhưng mà natri, kali, canxi và bari chúng ta hay gặp, đúng không ạ? Cô sẽ có phương trình phản ứng như sau. Ví dụ chúng ta có nhôm này, tác dụng với NaOH. Khi tác dụng với NaOH thì nó sẽ cần thêm điều kiện là nước. Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm thì cần điều kiện là nước, thêm điều kiện là nước ở đây nữa. Thì nó sẽ sinh ra natri và kali. Thì nó hoàn toàn giống nhau, hai cái natri và kali viết phương trình giống y hệt nhau, chỉ thay Na bằng K thôi, bởi vì natri và kali có gì hóa trị giống nhau nên cái phương trình của nó gần giống nhau, đúng không ạ? Nó sẽ tạo ra là NaAlO2 cộng H2 Belin. Nhớ cho cô phương trình phản ứng này. Đấy, nếu mà là kali thì các em sẽ thay đây bằng K này, được chưa? Và liti thì các em thay bằng Li ở đây. Và đây thì các em sẽ thay bằng K hoặc Li. Hai cái đấy hoàn toàn giống cái phương trình này, chỉ thay ở đâu có Na thì bằng K và Li đi thôi. Và đối với phương trình này thì các em cân bằng như sau.
ở đây này, kem thế có này, Al này, với Al đủ rồi đúng không ạ? Natri với natri đủ rồi này. O với O, đây là 2O này, đây là O2 đủ rồi. Đây là 3, mà đây chỉ có 2 thôi, vậy các em có thể thêm là 3/2. Kem đối với cân bằng chương trình các em có thể để dạng phân số cũng được. Nếu bạn nào không muốn ở dạng phân số như này, thực ra cái dạng phân số này rất là tiện cho các em. Ở đấy, sau này lên cấp 3 thì dùng phân số thoải mái. Lên cấp 2 thì giáo viên thường là người ta cứ muốn các em là gì? Để dưới dạng gì? Dạng số tự nhiên thôi. Đấy, các thầy cô thích là dạng số tự nhiên. Tuy nhiên phân số thì không sai. Nếu mà học sinh của cô làm bài phân số thì cô cũng rất là hoan nghênh các em trong quá trình các em làm dưới dạng phân số. Tuy nhiên nếu như mà khi mà các em cân bằng đây nhá, cô nói lại này, Al với Al đủ rồi đúng không ạ? Na Na1 đủ rồi này, O với O này, 2O này, đây có 2O này. Hiro với Hiro, 1 cộng 2 bằng 3. Vậy đây 3 cộng 2 nhân 2 thì cũng bằng 3. Nếu trong trường hợp các em không muốn để phân số thì các em sẽ có này, viết như này, tức là phía trên này, phía trước này là 1 hết. 1 thì chúng ta không cần phải ghi, vậy muốn mất số 2 đi này, thì các em nhân toàn bộ cả 4 cái hệ số, toàn bộ các cái hệ số này với 2 hết. Vậy đây sẽ là thành nhân 2 thì thêm 2 này, 1 nhân 2 mà, nhân 2 này, nhân 2 này, nhân 2. Còn đây nhân 2 thì nó lại thành 3. Đấy, cái cách để các em có sót lại thì nó cũng đúng thôi. 2AL này, 2NA này, đây là 2O với 2O là 4O này, 2 x 2 là 4 này. Đây chúng ta có 2H cộng với 4H là 6, 3 x 2 là 6. Được chưa? Đến với phương trình thứ 2, cô sẽ lấy thêm cái phương trình thứ 2. Đó là AL các em cộng với CAOH 2 lần. CAOH 2 lần cho cô. Cũng cộng với nước thì nó sẽ tạo thành, các em nhìn vào đây thì các em thấy ALOH 2 lần ALO2. ALO2, nhóm ALO2 nhớ cho cô cái nhóm này này, thì nó chỉ có hóa trị 1 thôi, hóa trị 1. Và CA thì là hóa trị 2, vậy nó chính bằng CA ALO2 tất cả 2 lần. Vì cái nhóm này hóa trị 1, CA hóa trị 2 nên các em bắt chéo xuống. Đây là bắt chéo xuống là 2, 1 thì chúng ta không cần phải ghi, cộng với H2 đây lên. Được chưa? Đấy, cân bằng phương trình này thì chúng ta có như sau. 2 nhôm này, 2 nhôm này, CA đủ rồi đúng không ạ? Oxy ở đây là 4 này, 2 x 2 bằng 4. Ở đây với 2 oxy cộng với 1 thì bằng 3 thôi, vậy đây phải 2. Để 2 cộng với 2 oxy nữa là 4 này. Hydro này, đây là 2 hydro này, cộng với này, đây là 1 x 2 tức là 2 này, đây là 2 x 2 là 4. 2 cộng với 4 thì bằng 6, vậy đây phải bằng 3. Đấy các em cân bằng. Và nếu như là BA thì cái con này các em sẽ thay bằng con BA cho cô. Đây các em thay bằng BA. Đây là các cái phản ứng của nhôm với lại dung dịch kiềm. Các em nhớ các cái phản ứng này có thể các em sẽ gặp trong cái những cái bài dành cho học sinh khá giỏi thì rất là hay gặp những dạng này, nên chú ý cho cô. Cái phần ứng dụng thì nhôm là hợp kim được sử dụng rộng rãi trong đời sống, ví dụ như trong đồ dùng gia đình này, dây dẫn điện này, vật liệu xây dựng. Vira là hợp kim của nhôm với đồng và một số các nguyên tố khác, ví dụ như mangan, sắt và silic. Nó vì nó nhẹ và bền nên được dùng ở trong công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô và tàu vũ trụ. Đấy thì cái phần đấy em nghiên cứu thêm nhé, đọc thêm ở trong sách giáo khoa thôi. Sang phần 4 là sản xuất nhôm. Trong tự nhiên thì nhôm được tồn tại dưới dạng oxit và là muối, đúng chưa? Vậy nguyên liệu sợ để sản xuất nhôm chính là cái quặng bôxit, có thành phần chủ yếu là Al2O3. Quặng bôxit thì nó bao gồm Al2O3 và một cái số các cái hạt tạp chất khác. Tuy nhiên cái lượng tạp chất của nó không đáng kể mà nó chủ yếu là Al2O3 thôi. Vậy sau khi đã làm sạch tạp chất, tức là người ta đã loại bỏ đi được cái phần tạp chất rồi, thì cái còn lại của chúng ta chính là Al2O3. Vậy người ta điện phân cái hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và cryolic để ở trong cái để điện phân thì chúng ta được nhôm và oxit, được chưa? Vậy đối với cái phần sản xuất này thì các em nhớ cho cô cái phần điều chế nhôm. Sản xuất nhôm thì nhớ theo cái công thức này. Đây cô có cái phần 3 nhá.
là cô cho cái phần sản xuất nhôm ở đây thì chỉ cần một cái công thức này thôi. Thì người ta sẽ sử dụng dựa vào cái gì? Quặng bauxit là chủ yếu nhá. Và người ta điện phân cái này. Quặng bauxit thì thành phần chủ yếu là Al2O3. Vậy Al2O3 thì người ta sẽ dùng cái điện phân nóng chảy có cryolit ở trong đấy. Đây là điện phân nóng chảy. Đây có cryolit. Cái cryolit này bản chất của nó thì nó chỉ là một chất xúc tác thôi để cho cái quá trình này nó xảy ra. Vậy nó sẽ tạo thành 4Al cộng với 3O2. Đấy, oxy sinh ra thì nó bay lên thì chúng ta sẽ thu được là cái kim loại nhôm. Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được cái phần lý thuyết của nhôm. Vậy nhôm nó là một kim loại mang đầy đủ tính chất hóa học của một cái kim loại bình thường, đúng chưa ạ? Là tác dụng được với gì? Khi kim tác dụng được với cái dung dịch axit, tác dụng được với dung dịch muối. Ngoài ra cái tính chất đặc biệt của nhôm đó là cái tính lưỡng tính, tức là nhôm nó có thể tác dụng được với các dung dịch kiềm. Dung dịch kiềm của chúng ta thì bao gồm năm dung dịch là kali này, KOH, NaOH, LiOH, BaOH 2 lần và CaOH 2 lần. Và ở đây cô đã biết là các cái phương trình đặc biệt của nó, em về tham khảo thêm. Bây giờ chúng ta sẽ sang một số các cái bài tập. Bài tập ở đây thì chúng ta sẽ có các bài từ bài 1 đến bài 6, trang 57 và 58 của sách giáo khoa. Bây giờ cô và các em sẽ lượt đi các bài tập nhé. Một, yêu cầu các em hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng của nhôm để cho các ra các cái ứng dụng ở bên cạnh. Vậy chúng ta sẽ có đây là cột bên này là tính chất của nhôm này. Cái này là ứng dụng của nhôm này. Cái tính chất đầu tiên mà nó có ứng dụng làm dây dẫn điện. Đầu tiên là người ta dùng để làm dây dẫn điện. Vậy để làm dây dẫn điện thì cái tính chất của nhôm ở đây chính là tính dẫn điện. Tính dẫn điện. Nhôm có tính dẫn điện nên được làm dây dẫn điện, đúng chưa? Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa. Thứ hai là ứng dụng để chế tạo máy bay, ô tô và xe lửa. Như thế thì cái tính chất thứ hai của nhôm đó là tính nhẹ và bền. Đây là người ta dựa vào cái tính nhẹ và bền. Chính vì cái tính nhẹ và tính bền của nhôm nên người ta đã dùng để chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa. Tiếp theo là làm dụng cụ gia đình, ví dụ như là nồi son,
làm dụng cụ gia đình. Ví dụ như là nồi son, người ta dùng để làm dụng cụ gia đình để nấu nướng như này là bởi vì là dựa vào cái tính chất là dẫn nhiệt, đúng không ạ? Tính dẫn nhiệt. Nó dẫn nhiệt tốt nên là dùng để nồi, làm nồi son để nấu chín thức ăn, đúng không ạ? Tiếp theo sang bài 2 là thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau, cho biết hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình. Vậy bài thứ 2 là người ta thả nhôm vào các ống nghiệm. Ống nghiệm A chứa MgSO4 là magie sulfat. Ống nghiệm B là chứa đồng clorua CuCl2. Ống nghiệm C là chứa bạc nitrat. Và ống nghiệm D là chứa HCl. Vậy đầu tiên là người ta chúng ta sẽ cho, khi cho nhôm vào dung dịch chứa MgSO4 thì sẽ không có hiện tượng gì xảy ra. Vì sao? Vì nhôm chỉ tác dụng được với những kim loại mà đứng sau nó ở trong dãy hoạt động hóa học, tức là nó chỉ tác dụng được với những kim loại yếu hơn nó thôi. Đấy, mà magie thì lại đứng trước, đúng không ạ? Vậy nhôm cho vào với dung dịch MgSO4 thì này lại không có hiện tượng xảy ra, vì Mg là kim loại mạnh hơn nhôm, đứng trước nhôm, đúng không ạ? Nên nó là kim loại mạnh hơn nhôm, nên nhôm không thể đẩy Mg ra khỏi muối. Mg ra khỏi dung dịch muối. Mà không thể đẩy Mg ra khỏi dung dịch muối thì nó sẽ không có hiện tượng gì xảy ra cả. Không có phương trình phản ứng, không có hiện tượng gì hết. Sang ý B là cho nhôm vào dung dịch CuCl2. Cho nhôm vào cái dung dịch CuCl2 thì ta sẽ có, nó xảy ra phương trình phản ứng như sau. Al cộng với CuCl2 thì nhôm đứng trước đồng trong dãy hoạt động hóa học nên nó thế vào vị trí của đồng, đẩy đồng ra tạo thành AlCl3 cộng với Cu. Như thế ở đây chúng ta sẽ có hiện tượng, người ta yêu cầu với em giải thích và viết phương trình hóa học, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có hiện tượng như sau. Dây này, cái này là có màu xanh lam này. Đồng 2 thì có màu xanh lam, cái này có màu đỏ này. Vậy vì nhôm hoạt động hóa học mạnh hơn đồng, nên nhôm đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối.
cô bé xóa một chút cái phần này đi nhá. Đây, cô xóa cái phần này đi. Đó. Chúng ta có hiện tượng ở đây. Vì tham gia hóa phản động hoạt động hóa học nên là cái này này nó sẽ mất dần đi đúng không ạ? Nó tham gia phản ứng thì nó mất dần đi. Vậy chúng ta lại có hiện tượng là dung dịch màu xanh lam bị nhạt dần và mất đi. Dung dịch màu xanh lam nhạt dần và mất đi. Đúng chưa? Sinh ra một lớp kim loại màu đỏ là kim loại đồng đây. À, có lớp kim loại đỏ. Sinh ra và bám vào lá nhôm. Đồng thời thì cái lá nhôm màu trắng bạc của lá nhôm thì nó sẽ bị gì? À, cái lá nhôm nó dần bị mòn đi, đúng chưa ạ? Lá nhôm thì bị mòn đi. Đây là các cái hiện tượng của chúng ta. Và thực ra thì cái phần nhôm này các em cũng không cần ghi cái phần này được. Bởi vì thực ra khi mà cái lá đồng nó sinh ra nó bám vào thì các em khó thể nhìn thấy cái hiện tượng ăn mòn của nhôm. Đấy, vậy đấy là chính là hai hiện tượng. Tiếp theo là các em cho nhôm vào cái AgNO3. Thì đã có vì nhôm hoạt động hóa mạnh học mạnh hơn bạc. Đúng chưa? Đây ta đưa cái này đến trước này. Vì nhôm hoạt động hóa học mạnh hơn bạc nên sao? Nhôm đẩy được bạc ra khỏi dung dịch muối, đúng không ạ? Đẩy bạc ra khỏi cái dung dịch muối. Và chúng ta có phương trình phản ứng như sau. Al cộng với AgNO3 tạo thành AlNO3 tất cả 3 lần cộng với bạc. Đấy, nhôm nó để thế vào vị trí của bạc. Và hiện tượng ở đây chính là gì? Có một lớp bạc màu trắng. Cái dung dịch này thì đều là dung dịch không màu nên chúng ta sẽ không nhận biết được. Mà chúng ta chỉ thấy là xuất hiện. Đây là hiện tượng nhá. Hiện tượng là xuất hiện một lớp kim loại màu trắng xám, tức là của bạc. Màu trắng xám tức là màu của bạc ở đấy, bám vào mặt ngoài của lá nhôm. Đấy chính là hiện tượng. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta cho nhôm vào dung dịch HCl.
cho nhôm vào cái dung dịch HCl. Thì chúng ta sẽ có phương trình phản ứng như sau. Đó là nhôm cộng với HCl. Nhôm đứng trước hydro trong dãy hoạt động hóa học nên nó sẽ tác dụng được với HCl để tạo thành muối AlCl3 cộng với H2 bay lên. Và các em cân bằng phương trình này. Đấy, cân bằng phương trình như cô vừa cân bằng xong. Và ở đây, hiện tượng ở đây là cái lá nhôm dần bị mòn đi và có xuất hiện bọt khí bay lên, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có hiện tượng, cô sẽ xóa cái phần này đi một chút. Đó là miếng nhôm bị mòn đi và sản phẩm có xuất hiện bọt khí, đúng chưa ạ? Sản phẩm có xuất hiện khí bay lên. Đấy chính là khí H2. Như vậy là cô và các em chúng ta đã vừa đi xong hai bài tập đầu tiên là bài 1 và bài 2, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang bài tập số 3. Bài tập số 3 là có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, nước vôi hoặc là vữa xây dựng hay không? Giải thích tại sao? Vậy thì để làm đi sang bài tập tiếp theo thì cô sẽ xóa toàn bộ bảng đi đây nhá. Để chúng ta sang bài tập số 3 nào. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút. Bây giờ cô sẽ xóa toàn bộ phần nền tảng này đi. Bài 3 là chúng ta trả lời, chúng ta sẽ khẳng định ở đây là chúng ta không nên dùng xô chậu nồi bằng nhôm để đựng vôi, nước vôi hoặc nước vôi tôi hoặc là vữa xây dựng. Bởi vì là nhôm nó có cái tính đặc, chất đặc biệt, đó là nó tác dụng được với dung dịch kiềm, đúng chưa? Và khi mà chúng ta tác dụng dung dịch kiềm thì nó sẽ làm cho cái nhôm ban đầu nó sẽ bị mất dần đi, đúng chưa? Và mất dần cái nhôm ban đầu tức là nó sẽ làm hỏng các cái dụng cụ để chúng ta đựng này, đúng không ạ? Vậy chúng ta thấy có là không nên dùng xô chậu nồi nhôm. Xô này, chậu này, nồi nhôm. Để đựng vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng. Để đựng vôi này, nước vôi tôi này,
vữa xây dựng này. Vì chúng ta khẳng định là chúng ta không nên dùng. Vì sao? Vì thành phần chính của vôi, nước vôi tôi vữa xây dựng là thành phần chính của vôi này, nước vôi tôi này vữa xây dựng này chính là CaOH 2 lần. Mà nhôm thì lại tác dụng với CaOH 2 lần. Mà nhôm tác dụng với CaOH 2 lần để sinh ra chất mới. Nên sẽ làm hỏng các đồ dùng bằng xô, chậu, nồi, đúng không ạ? Nên làm hỏng đồ dùng làm bằng nhôm. Nó làm gì? Mất đi cái tính chất hóa học của cần thiết của CaOH 2 lần. Và đồng thời làm mất cái tính chất cần thiết cho xây dựng. Làm mất cái tính chất của vôi, nước vôi tôi và vữa xây dựng. Đấy, khi mà chúng ta dùng những cái đồ dùng làm bằng nhôm mà để đi được những cái chất này, thứ nhất thì nhôm nó sẽ tác dụng được với cái dung dịch mà chúng ta đựng. Vậy nó tác dụng, vậy thì nhôm, cái mà chúng ta dùng để đựng đấy, các cái nồi nhôm, xô nhôm, chậu nhôm sẽ bị hỏng đi. Bởi vì nó tác dụng rồi thì nó mất cái tính chất của nhôm đi, đúng không ạ? Nên là sẽ bị hỏng các cái dụng cụ đi. Thứ hai là cái mà chúng ta dùng để chúng ta đựng, chúng ta cần đựng là cái chứa cái chủ yếu là CaOH 2 lần, mà cái CaOH 2 lần lại bị tác dụng với nhôm, nên là cái tính chất của cái CaOH 2 lần phần nào đấy thì nó cũng bị mất đi, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ không còn cái đúng với sử dụng cái mục đích người ta sử dụng nữa, nên là người ta sẽ không dùng các cái dụng cụ này để đựng các cái mà liên quan đến nước vôi tôi, đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ có phương trình phản ứng như sau. Chính là cái phương trình mà lúc nãy cô đã cho các em ghi ở trong phần lý thuyết đấy. Cộng với CaOH 2 lần cộng với nước thì tạo thành Al Ca. Ca AlO2 tất cả 2 lần cộng với lại H2Be. Đấy, phương trình này các em cân bằng. Đây thêm 2 này. Đây các em thêm 2 này. Và đây các em thêm 3. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy này, đây là các cái nồi, xong nồi chậu các em đựng này thì dần dần nó bị mất đi này, nó sinh ra cái chất mới đây này. Vậy thì những cái này mất đi, tức là nó làm hỏng các cái dụng cụ của chúng ta. Đồng thời chúng ta cần đựng cái này, nhưng mà đựng cái này vào trong cái này nó lại phản ứng mất. Nó sinh ra chất mới này mà chúng ta có cần những cái chất này cho sinh dựng đâu. Chúng ta đang cần là chúng ta đang cần cái dung dịch nước vôi này cơ mà, đúng không? Nên là nó mất tính chất của cái nước vôi này, đồng thời là nó lại cũng làm hỏng các
cái dụng cụ của ta, nên chúng ta mới không dùng những cái dụng cụ có tính chất là bằng nhôm để đựng các cái dung dịch kiềm nói chung, và cụ thể ở đây là dung dịch nước bên trong, đúng không ạ? Trên đây là cô và các em chúng ta đã vừa đi trong những phần lý thuyết, và chúng ta đã giải được 3 bài tập đầu tiên ở trong sách giáo khoa. Các em về xem lại kỹ phần lý thuyết này, làm tiếp cho cô các cái bài tập từ bài 4 đến bài 6. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em làm nốt các bài tập còn lại, đúng không? Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài tập của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.